Chào các bạn, chào bạn anh Dương. Bạn nhờ tôi làm một con dao chặt gà. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này xem mấy loại thép này thép gì nhé. Đây là một cái vòng bi VSK. Cái vòng bi này trông nó là lạ nha. Bây giờ tôi mới gặp đầu tiên. Không biết là cái vòng bi này của Đức hay là của Pháp đây. Nhìn nó cũng rất chi là mượt. Chắc chắn là cái loại này là cực chất đây. Ok, không biết là chất hay không, ta cứ phải thử biết được. Bây giờ tôi sẽ làm một con dao phớ chặt. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá cái loại thép này.
Thank you.
Đây các bạn thấy chưa nè, tôi chặt thịt gà, vịt và xương sườn heo là cực kỳ là chất lượng, chặt rất chi là ngọt. Về cái độ sắc của nó thì ta cạo lông chân thì ngọt líp luôn đấy, còn phải nói còn sắc hơn rau lam đây. Nếu như các bạn mà có cái vòng bi như thế này thì tôi khuyên các bạn là nên để làm dao, là cực kỳ là chất lượng. Về cái màu sắc của nó thì cũng rất chi đẹp. Tôi khẳng định với các bạn rằng là cái vòng bi này là vòng bi của Nhật, cực kỳ là sắc bén. Đấy, về cái màu thép của nó là cực kỳ là mượt, rất chi là mượt mà. Các bạn làm cái con dao chặt gà vịt như thế này, cái cổ này thì ta làm dày một chút, kéo ra ngoài này thì nó mỏng dần, trông nó thuôn thuôn rất chi là đẹp. Còn về cái cán này thì các bạn làm bằng gỗ cấm chỉ, cái vân của nó là cực kỳ đẹp, được chốt hai đinh đồng, và cái khâu này là khâu inox mạ đồng rất chi là sáng bóng. Về cái mẫu dao này cũng rất đẹp, về cái màu thiếp cực kỳ là đẹp, rất chi là mượt. Đối với cái loại thiếp khác thì không thể so sánh với cái vòng bi Nhật này được, nhìn rất mát mát, sờ rất mát tay. Về mẫu dao rất đẹp. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao phới chặt gà vịt bằng thép vòng bi Nhật đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.